của mỗi cá nhân chúng ta. Nếu như cha mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần khi con vấp ngã, thì thầy cô chính là động lực giúp các con có đủ niềm tin và nghị lực vươn lên để trưởng thành và phát triển. Và sau đây xin mời em Bùi Văn Trường, đại diện cho khối 9 và khối 12 lên nói lên những lời tri ân đối với thầy cô giáo. Xin mời em. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý cha mẹ học sinh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Hôm nay em rất vinh dự được đứng đây dưới mái trường thân yêu Ngọc Viễn Đông, đại diện cho tập thể khối 12 cùng các em học sinh lớp 9 để tẩy bỏ những cảm xúc của chúng em trong ngày tri ân trưởng thành. Cùng với đó, chúng em có đôi lời gửi đến thầy cô và đấng sinh thành của mình. Lời đầu tiên em xin được gửi đến quý thầy cô kính yêu của chúng em. Còn nhớ mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, chúng em, những đứa trẻ lên xấu hồn nhiên, không hề biết rằng mùa hạ của 12 năm sau chúng em lại phải nghẹn ngào nói lời dạ biệt. Và dường như mới đây thôi, thật hạnh phúc khi chúng em là một học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông, nơi mà chúng em đã được thầy cô chăm sóc và dạy bảo một cách ăn cần nhất. Vậy mà cũng đã được 3 năm. Trong 3 năm ấy, chúng em hưởng trọn niềm vui dưới mái trường. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và là người luôn đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao của tri thức. Thành tích mà chúng em có được ấy là nhờ công lao to lớn của các thầy cô. Thầy cô còn tuyệt vời khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng, mà còn trở thành những người cha, người mẹ của chúng em trên đường đời. Dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu một cái cây, chỉ cho chúng em một giá trị lời chào, vẻ đẹp của nụ cười và sự ấm áp của đôi bàn tay. Những điều tưởng chừng như là rất đơn giản ấy lại chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc, cho chúng em biết yêu thương và trân trọng cuộc sống, yêu bản thân của mình và mọi người xung quanh. Những lúc buồn vui, chúng em luôn được thầy cô sát cánh bên cạnh. Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có đôi bàn tay nồng ấm của thầy cô nâng đỡ chúng em đứng dậy, dạy cho chúng em biết cách tự chữa lành vết thương của chính bản thân mình. Tất cả những điều ấy đã xuất phát từ bên trong trái tim nhân hậu của người thầy, người cô. Ấy vậy mà có những lần đứa học trò dại dột vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng, chúng em xin thầy cô tha thứ, cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời của chúng em, cho chúng em được cảm nhận những điều yêu thương vô giá và hơn hết là một vòng tay luôn mở rộng chào đón chúng em. Có lẽ thời gian sẽ trôi qua và đưa chúng em đến những miền đất mới, những chân trời mới, nhưng ký ức về mái trường, về thầy cô sẽ luôn đọng lại trong tâm trí của chúng em. Chúng em sẽ mang theo những ký ức tươi đẹp này theo mãi trên hành trang của cuộc đời mình. Một lần nữa, em xin được cảm ơn người thầy, người cô của chúng em. Và thật thiếu sót nếu như một ngày hôm nay chúng em không gửi đến cha mẹ của mình, những đấng sinh thành, một lời cảm ơn. Nhân buổi lễ này, chúng em cũng muốn thay mặt cho các bạn học sinh lớp 12 gửi đến cha mẹ học sinh một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Thời gian thấm thoát thôi đưa, giờ con đã 18 tuổi rồi ba mẹ à. 18 năm yêu thương hạnh phúc, 18 năm ba mẹ chăm sóc che chở, lặng lẽ mà ân cần biết bao. Chúng con vẫn đang từng bước trên hành trình vươn tới ước mơ. Ngày con một trưởng thành lại là một ngày vòng xa vòng tay ấm áp yêu thương của cha mẹ để tự lập trên chính đôi chân của mình. 18 năm trôi qua vẫn luôn là ánh mắt, nụ cười đó dõi theo chúng con từng bước trên con đường trưởng thành khôn lớn. Ngày con chào đời, niềm vui sung sướng tột độ cùng rạng ngời trong đôi mắt của mẹ, nét vui mừng xen lẫn trầm ngâm thoáng qua trên khuôn mặt của người cha. Chúng con biết cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trải đài hoa hồng cho mẹ cho nhẹ nhàng đi tới. Đến một ngày kia, gian khó của cuộc sống làm cho chúng con vấp ngã, xin ba mẹ đừng vội chạy đến để nâng niu như những ngày thơ ấu. Bố mẹ đã sinh ra chúng con và cho chúng con nên người. Cha mẹ càng muôn phần vất vả, cha mẹ tìm trường, chọn thầy, chọn lớp cho chúng con, cầm tay dắt cho chúng con vào lớp 1, cha mẹ như đặt hết vào bàn tay bé nhỏ của chúng con tất cả niềm tin và hy vọng. Rồi từng trang vở trắng, từng quyển sách giáo khoa, từng cây viết của chúng con hôm nay, tất cả được đổ từ bao mồ hôi công sức của cha mẹ trong cuộc mưu sinh đầy cay đắng, khổ cực. Những lời răn của cha mẹ chính là điểm tựa của chúng con trở thành người tốt,
những người công dân tốt. Nhờ những lời dạy ấy, chúng con sẽ trưởng thành hơn, bước đi những vững vàng trước phong ba bão tố của cuộc đời. Và giờ con mới hiểu, chỉ có cha mẹ cho con tất cả mà không nhận lại. Chỉ có cha mẹ mới suốt đời thầm lặng vì con, như thế không bao giờ tăng tính suy nghĩ. Ngót 18 năm trôi qua, kể sao biết bao lần như thế, kể sao hết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả mà cha mẹ đã hy sinh vì chúng con, để chúng con có cuộc sống tươi đẹp cùng bạn bè. Công lao của cha mẹ quả như trời như biển, vậy mà chúng con đã quá vô tâm, hời hợt. Trong suốt 18 năm qua, chỉ cần được ai đó giúp đỡ trong chốc lát, chúng con đã vội vàng nói tiếng cảm ơn. Nhưng có lần nào chúng con đã cắt lời cảm ơn cho cha mẹ? Có lẽ giờ đây chúng con đã đủ mạnh mẽ và bản lĩnh hơn để có thể tìm tương lai cho chính mình. Chúng con cảm ơn cha mẹ vì tất cả. Chúng con xin cha mẹ mở lòng tha thứ cho những đứa con đã kịp lớn mà chưa khôn. Và rồi, thời gian như nghiệt ngã rồi sẽ lấy dần đi sức khỏe và tuổi tác của con người. Nhiều thứ rồi sẽ nhạt màu tháng năm tháng, nhưng tình yêu của cha mẹ dành cho chúng con mãi luôn tươi trẻ và nồng thấm. Ngày hôm nay, chúng con thật sự cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Thông qua buổi lễ ngày hôm nay, em cũng xin được nhắn gửi tới các bạn học sinh khối 12 và học sinh khối lớp 9. Các bạn à, từ khi sinh ra chúng ta đã được nâng niu từ vòng tay của bố mẹ. Khi lớn lên, chúng ta được sự chăm sóc và dạy bảo của thầy cô. Kể từ giây phút này, ngày hôm nay, chúng ta sẽ không còn được những điều ấy mà chúng ta phải độc lập trên chính đôi chân của bản thân mình. Không chỉ là trách nhiệm của bản thân nữa, mà chúng ta đã đánh vác trên mình một niềm tin hy vọng của thầy cô, cha mẹ, và là trách nhiệm của một người học sinh đối với ngôi trường Ngọc Viễn Đông thân yêu. Các bạn hãy hứa với mình rằng sẽ thật cố gắng trong kỳ thi đầy khó khăn phía trước để đáp lại những công lao của cha mẹ, thầy cô đã đặt lên chúng ta và làm rực rỡ ngôi trường Ngọc Viễn Đông. Mình chúc cho tất cả các bạn học sinh khối 12, khối lớp 9 thi thật tốt và đạt được kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới. Cuối cùng, con xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, chúc các em học sinh khối trung học cơ sở khối 11 và khối 12 gặt hái được nhiều điều thành tích hơn trong học tập và các kỳ thi học sinh giỏi. Chúc trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và Ngọc Viễn Đông ngày càng phát triển. Em xin hết rồi.